hãy nhấn like và share ở đây và nhấn đăng ký kênh để nhận thông báo mới nhất từ kênh nhé. Thất bại 0-1 trên sân của West Ham ở vòng đấu trước đã khiến Arsenal bị top 4 gia tăng khoảng cách lên 6 điểm. Càng đáng ngại hơn cho pháo thủ khi họ đã bị Manu bắt kịp về điểm số. Cuộc đua top 4 trở nên rất gay cấn khi ở vòng đấu này, Arsenal và Chelsea phải chạm trán nhau tại Emirates. Arsenal có ưu thế sân nhà nhưng vẫn bị nhà cái xếp ở chiều dưới với tỷ lệ 1/4/0. Nói đúng hơn, tỷ lệ chấp đã được điều chỉnh từ mốc 0/0 lên 1/4/0. Đây là hệ quả tất yếu bởi pháo thủ liên tiếp phụ bạc niềm tin của giới đầu tư châu Á, chỉ thắng kèo ở 1 trong 7 vòng đấu gần nhất. Trong khi đó, Chelsea đang thể phong độ khá ổn định về chuyên môn, thắng 5 trong 7 trận gần nhất ở ngoại hạng Anh. Thực tế, ở mùa giải trước, Chelsea cũng từng được xếp ở cái trên với tỷ lệ 1/4/0 khi làm khách ở Emirates. Ngoài ra, còn có một lý do khác khiến Chelsea đánh giá cao hơn Arsenal, đó là thành tích đối đầu cực tốt của họ trước pháo thủ London. Cụ thể, trong 14 cuộc đụng độ Arsenal gần nhất ở ngoại hạng Anh, The Blues chỉ để thua duy nhất một trận, thắng 8, hòa 5, thua 1. Lượt đi, đội quân của Sarri cũng đánh bại Arsenal tới tỷ số 3-2. Cán cân trên sân giao dịch ngoại hạng Anh nghiêng về phía Chelsea, nhưng điều đó không đồng nghĩa đoàn quân của Arsenal Sarri sẽ dễ dàng có 3 điểm ra về. Như đã đề cập ở trên, đây là trận đấu có tính chất rất quan trọng trong cuộc đua top 4 nên Arsenal sẽ phải ra sân với tinh thần và động lực cao nhất, đặc biệt khi họ vừa nhận thất bại trước West Ham. So với Chelsea, Arsenal sở hữu hàng thủ quá tệ, 32 bàn thua, nhưng bù lại huấn luyện viên Emery có hàng công đã ghi tới 46 bàn, chỉ kém Man City và Liverpool. Trên sân khách, pháo thủ đã có tới 7 trận mất điểm, hòa 3 và thua 4, nhưng tại Emirates, The Gunner mới chỉ duy nhất một lần trắng tay, đó là để thua Man City. Hành trang mà Arsenal chuẩn bị cho trận derby với Chelsea là mạch 10 trận bất bại tại Emirates thuộc ngoại hạng Anh. Tại đây họ từng khiến Liverpool phải nhọc nhằn ra về với 1 điểm dù bị chấp với tỷ lệ 1/2/0. Còn với Chelsea, họ đã có 3 trận mất điểm trên sân khách mùa này, trong đó có 2 trận derby London với West Ham, đó là hòa không đều và Tottenham thua 1-3. Ở 5 trận sân khách gần nhất, The Blues chỉ có 1 trận giữ sạch lưới trước hàng công thăng hoa của Emery, không dễ để huấn luyện viên Sarri bảo toàn mảnh lưới, do đó Arsenal mang tới hy vọng đầu tư lớn hơn cả. Chelsea chỉ thua 1 trong 14 cuộc chạm trán với Arsenal gần nhất ở Premier League, thắng 8, hòa 5 và thua 1. Arsenal vắng Rob Holding, Danny Welbeck và Henrik Mkhitaryan chấn thương, khả năng ra sân của Kostadinos Mavropanos còn bỏ ngỏ. Chelsea vắng Andreas Christensen và Ruben Loftus-Cheek chấn thương, khả năng ra sân của Daniel Greenwater và Alvaro Morata còn bỏ ngỏ. Lựa chọn tốt nhất, Arsenal cả trận và tài cả trận, dù đoán tỷ số 2-1, hiệp 1, 1 đều, tham khảo trên 1/4 bàn thắng ở hiệp 1. Tiền vệ Marouane Fellaini khả năng sẽ chuyển sang khoác áo Monaco sau khi huấn luyện viên Thierry Henry thông báo đã liên hệ với Manu để hỏi mượn tuyển thủ Bỉ. Monaco đang nỗ lực trong cuộc chiến trụ hạng bằng việc liên tục thực hiện những thương vụ chuyển nhượng sau khi chiêu mộ thành công tiền vệ Cesc Fàbregas từ Chelsea. Huấn luyện viên Henry đang lên kế hoạch chuyển nhượng thêm một tiền vệ để gia cố sức mạnh cho khu trung tuyến. Mục tiêu mà Monaco nhắm đến chính là Fellaini, cầu thủ lúc này đang bị thất sủng tại MU sau sự ra đi của huấn luyện viên Jose Mourinho. Cầu thủ 31 tuổi mới gia hạn hợp đồng với đội chủ sân Old Trafford thêm 2 năm hồi mùa hè vừa qua, nhưng hiện tại không được huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer trọng dụng. Fellaini và huấn luyện viên Angri đã có khoảng thời gian khá dài làm việc cùng nhau tại đội tuyển Bỉ, thời điểm mà chiến lược gia người Pháp là trợ lý cho huấn luyện viên Roberto Martinez. Theo Angri, sự có mặt của Fellaini sẽ mang tới sức mạnh cho hàng tiền vệ của đội bóng cung quốc. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có thông tin chính thức nào đưa ra và nguồn tin từ Pháp cho hay chưa rõ cá nhân Fellaini có hứng thú về thương vụ này hay không. Cũng liên quan tới cầu thủ người Bỉ, sau xác nhận của huấn luyện viên Solskjaer, Fellaini sẽ ngồi ngoài trong 1 tháng tới do chấn thương bắp chân. Điều này cũng có thể ảnh hưởng lớn tới việc chuyển nhượng của cầu thủ 31 tuổi. Huấn luyện viên Jose Mourinho mới đây đã có những chia sẻ liên quan đến Lionel Messi và Cristiano Ronaldo, hai chân sút siêu đẳng luôn được mang ra so sánh xem ai tài năng hơn ai. Phát biểu trên BeIN Sports, chiến lược gia người Bồ Đào Nha từng có thời gian làm việc cùng Ronaldo ở Real Madrid cho hay: "Tôi nghĩ thật không bằng khi nói Messi xuất sắc hơn Ronaldo hoặc ngược lại. Đơn giản họ là những cầu thủ khác nhau. Chỉ có một điều mà tôi có thể nói là khi được sử dụng Ronaldo tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Trong khi đó, mỗi khi đội nhà phải chạm trán với Messi, tôi phải nỗ lực hết sức để tìm ra giải pháp nhằm tránh nguy cơ bị cậu ấy trừng phạt." Điều đáng ngưỡng mộ ở đây là cả Messi và Ronaldo đều đủ sức đứng trên đỉnh cao trong nhiều năm. Nếu chỉ thắng một trận thì mọi chuyện chẳng có gì đáng bàn. Tuy nhiên, bạn mà thắng được hết trận này đến trận khác thì đây là điều không dễ thực hiện. Khi theo nghiệp quần đùi áo số, cầu thủ có thể xuất hiện như một con lốc và cũng sẽ biến đi rất nhanh. Chính vì thế, Ronaldo và Messi đứng được trên đỉnh thế giới trong suốt cả chục năm là chiến tích thực sự đáng tự hào, huấn luyện viên Mourinho kết luận. Vừa qua, Liverpool đã chính thức trói thân thành công hậu vệ Andy Robertson. Lúc này, Jurgen Klopp có thể nói đang sở hữu một trong đội hình chất lượng và dày bậc nhất làng tu cầu.
Thế nhưng có vẻ như chiến lược gia người Đức vẫn chưa thỏa mãn, bằng chứng là việc ông tiếp tục nuôi ý định tăng cường sức mạnh của Jokov thông qua kỳ chuyển nhượng mùa đông này. Theo tờ Topsport, cái tên mới nhất lọt vào radar của cựu thuyền trưởng Borussia Dortmund là Weston McKennie. Dù mới chỉ 20 tuổi, thế nhưng McKennie đã có tới 45 lần ra sân cho máu soccer 04, khả năng thi đấu đa dạng vị trí khi vừa có thể đảm nhiệm vai trò tấn công, vừa có khả năng thi đấu ở những vị trí đặt nặng yêu cầu phòng ngự, được cho là nguyên nhân chính khiến Jurgen Klopp mê mệt cầu thủ người Mỹ. Ở một diễn biến khác, mới đây chính thuyền trưởng Liverpool đã đứng ra bác bỏ khả năng đại diện vùng Merseyside đón Philippe Coutinho trở lại Anfield, theo Mirror. Kylian Mbappe đã tỏ ra rất thận trọng trước cuộc đối đầu với Manchester United. Sau khi sa thải Jose Mourinho, Manu đã hồi sinh mạnh mẽ dưới sự chỉ đạo của huấn luyện tạm quyền Ole Gunnar Solskjaer. Theo đó, quỷ đỏ thành Manchester đã giành tới 6 chiến thắng liên tiếp, mới nhất là trận thắng ấn tượng 1-0 trước Tottenham. Với những gì đang thể hiện, Manu phần nào khiến các đối thủ ở Premier League phải e ngại. Ngay cả chân sút trẻ Kylian Mbappe cũng tỏ ra khá thận trọng khi PSG chuẩn bị có trận đấu sống còn với Manu ở Champions League. Cụ thể, Kylian Mbappe cho hay, góc nhìn của mọi người về một đội bóng có thể đã thay đổi, nhưng với chúng tôi thì không. Manu là một đội bóng lớn, luôn luôn là như vậy. Đây là câu lạc bộ mà bạn bảo họ yếu trước đó nhưng giờ được đánh giá khá cao. Nhưng Manu vẫn là Manu, với những cầu thủ đó, luôn có sự thăng trầm trong bóng đá. Họ từng trải qua nhiều khoảng thời gian khó khăn và giờ họ đã trở lại. Manu là một đội bóng đáng gờm và chúng tôi cần phải chuẩn bị kỹ để vượt qua họ. Mùa giải này, Christoph Piatek được coi là hiện tượng của Syria. Ngôi sao người Ba Lan cập bến Genoa ở mùa hè 2018 với một bản hợp đồng trị giá 3,5 triệu bảng, song anh nhanh chóng hòa nhập và tỏa sáng rực rỡ. Tính đến thời điểm hiện tại, Piatek đã có 13 pha lập công ở Syria, ít hơn một bàn so với Ronaldo, người đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới. Cầu thủ sinh năm 1995 là mẫu tiền đạo chớp cơ hội tốt, anh cũng có khả năng dứt điểm đa dạng. Với màn trình diễn ấn tượng của mình, cầu thủ 23 tuổi được nhiều đội bóng quan tâm. West Ham muốn mua Petek, Barca, Real Madrid và Napoli cũng đã hỏi mua chân sút Genoa, nhưng câu lạc bộ kể trên chấp nhận chỉ ít nhất 30 triệu bảng cho thủ này. Đội chủ sân San Siro đang đứng trước khả năng mất Gonzalo Higuain, người sắp chuyển tới Chelsea. Cầu thủ 31 tuổi đang trên đường sang Anh ký hợp đồng với đội bóng thành London. Bởi vậy, AC Milan đã đẩy nhanh tiến độ đưa về nhân tố thay thế. Sau một thời gian đàm phán, họ đã thuyết phục Genoa bán Piatek với giá 35 triệu bảng. Thương vụ này sẽ được thông qua vào tuần tới. Với kinh nghiệm từng thi đấu ở Syria, cầu thủ người Ba Lan sẽ dễ dàng hòa nhập vào lối chơi của AC Milan. Sự có mặt của cầu thủ 23 tuổi sẽ giúp huấn luyện viên Gennaro Gattuso có một lựa chọn chất lượng trên hàng công, qua đó duy trì hy vọng cạnh tranh vé dự Champions League mùa tới. Giới truyền thông Anh đồng loạt đưa tin khẳng định Anthony Martial đã đồng ý ký vào bản gia hạn hợp đồng có thời hạn 5 năm với Manu. Đó là một bước đột phá lớn của Manu sau khi tuyển thủ Pháp từ chối lời đề nghị gia hạn của đội bóng vào tháng 10. Manu gần đây đã kích hoạt một điều khoản gia hạn giữ Martial gắn bó với câu lạc bộ cho đến năm 2020. Tuy nhiên, chừng này vẫn là chưa đủ bởi cựu ngôi sao Monaco hiện tại vẫn là tương lai của đội chủ sân Old Trafford. Tiền đạo 23 tuổi đang có phong độ tốt trong mùa này và là tay săn bàn số 1 của Quỷ Đỏ với 9 bàn thắng. Sau khi Jose Mourinho ra đi, Martial đang làm việc ăn ý thoải mái với Ole Gunnar Solskjaer. Anh ghi bàn trong trận đấu đầu tiên của Solskjaer trước Cardiff và ra sân từ đầu trong những chiến thắng tiếp theo của Quỷ Đỏ trước Bournemouth, Newcastle và Tottenham. Theo thông tin từ Mohamed Mostafi, nhà báo uy tín của AMC Sport, thì người đại diện của Martial, Philippe Nebone cho biết hợp đồng của thân chủ mình với Manu chỉ còn lại một vài điều khoản cần được hoàn tất. Tại Asian Cup 2019, tuyển Philippines nằm ở bảng C chung với các đối thủ Hàn Quốc, Trung Quốc và Kyrgyzstan. Tuy nhiên, sau 3 trận đấu vòng bảng, những chú chó hoang đã không thể giành được bất kỳ điểm số nào, ghi được đúng một bàn thắng và đẩy thủng lưới tới 7 lần. Họ có trận đấu giao quân thất bại 0-1 trước ứng cử viên vô địch Hàn Quốc, sau đó tiếp tục để thua Trung Quốc 0-3 và Kyrgyzstan 1-3 để rồi phải chia tay giải trong nỗi thất vọng. Chứng kiến kết quả này, huấn luyện viên Stefan Rokan Eriksson đã quyết định chia tay đội bóng. Cụ thể, tờ Inquirer từ Philippines đã trích dẫn lại thông báo của Liên đoàn bóng đá nước này. Hợp đồng của huấn luyện viên Stefan Rokan Eriksson với đội tuyển Philippines đã chấm dứt. Hiện tại, giám đốc kỹ thuật Scott Cooper sẽ dẫn dắt đội tuyển quốc gia, đội U22 và U23 của Philippines ở các giải đấu tới. Chiến lược gia người Thụy Điển bắt đầu nhiệm nhiệm vụ ở đội tuyển Đông Nam Á từ tháng 8 2018. Sau 10 trận đấu, ông giành được đúng 2 chiến thắng hòa 2 và để thua đến 10 trận. Chiến tích nổi bật nhất của huấn luyện viên Eriksson cùng đội tuyển Philippines chính là việc vào bán kết AFF Cup 2018 trước khi để thua Việt Nam với tổng tỷ số 2-4 sau 2 lượt trận. Thất bại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy nhấn like và chia sẻ để mọi người cùng xem. Và hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi các thông tin mới nhất nhé.